Có rất là nhiều loại sen tuyết, bao gồm sen tuyết sữa, sen tuyết đầu bông, sen tuyết lông, sen tuyết Tây Tạng. Có những loại tuyết liên mang độc tố và trước khi sử dụng, người ta phải ép hết độc tố ra. Còn đây là hình ảnh của một số loại sen tuyết khác. Sen tuyết Tây Tạng có 13 loài thuộc phân chi hoa sen tuyết và 17 loài thuộc phân chi thỏ tuyết, tổng cộng có đến 30 loài. Ngoài nguồn gốc từ Tây Tạng, sen tuyết còn phân bố chủ yếu ở Tân Cương, cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và cao nguyên Vân Nam Quý Châu, dãy núi Thiên Sơn đi qua trung tâm Tân Cương. Trên các đỉnh núi băng và những sườn núi phủ đầy tuyết ở độ cao trên 4.000 mét so với mực nước biển, có một khu vực quanh năm bao phủ đầy tuyết gọi là đường tuyết. Hoa tuyết liên mọc trên vách đá với độ cao từ 3.000 cho đến 4.000 mét dưới đường tuyết. Nó cũng được phân bố ở Tứ Xuyên và Vân Nam. Thông thường thì các bạn sẽ bắt gặp loại sen tuyết này, nhìn bông khá là to, có cánh trắng hơi ngả sang màu vàng. Và đây là mặt cắt theo chiều dọc của bông sen tuyết. Các bạn có thể thấy phần thân của nó rỗng ở bên trong. Những cánh hoa rất là mỏng manh. Còn đây là một bông hoa sen tuyết đã phơi khô. Các bạn lưu ý là người ta sử dụng toàn bộ cây sen tuyết luôn nhé. Toàn bộ phần cây, lá và hoa. Đấy. Còn đây là hình vẽ của cây sen tuyết Thiên Sơn Tuyết Liên. Đây chính là hình ảnh mô tả rất là chi tiết về loại sen tuyết thường được sử dụng. Vì là có rất là nhiều loại sen tuyết nhưng các bạn chỉ cần nhớ đúng cái loại như trong hình này thôi. Ngày nay thì do nhu cầu về số lượng sen tuyết rất là lớn mà trong tự nhiên thì gần như là bị cạn kiệt. Cho nên người ta đã nghiên cứu nhân giống để mà trồng một cách nhân tạo. Tuy nhiên thì giá trị dược liệu của nó không giống như những cây mọc trong hoang dại. Và sự khác biệt giữa sen tuyết được trồng tự nhiên và sen tuyết được trồng nhân tạo nằm ở màu sắc của hoa và lá. Lá sen tuyết tươi ngoài tự nhiên có màu trắng sáng, độ bóng nhẹ do sinh sống ở vùng núi lạnh lâu năm. Trong khi sen tuyết trồng nhân tạo thường chỉ mất 2 đến 3 năm là có thể thu hoạch được. Người ta thu hoạch toàn bộ cả cây thân cành lá của bông sen tuyết này. Đối với cây tươi thì người ta bảo quản tốt nhất là cho vào hộp có nước đá và tránh ánh nắng quá gay gắt. Người ta cũng có thể bảo quản dưới dạng sấy khô mà vẫn giữ được mùi thơm và tác dụng nhất định. Sen tuyết có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Người ta coi sen tuyết là vua của các loại thảo dược và là loại thảo dược tốt nhất. Theo các tài liệu cổ, tuyết liên có tính bình, vị ngọt, có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tăng cường khí huyết, rối loạn kinh nguyệt, cải thiện sinh lý. Trong hoa tuyết liên có chứa các chất như alkaloid, protein, flavonoid và các axit amin. Những chất này có tác dụng trong việc tăng kháng thể, chống mệt mỏi. Ngoài ra, hoa sen tuyết còn góp mặt trong việc điều chế thuốc tim, chống ung thư, cao huyết áp, chữa các bệnh về xương khớp, các bệnh liên quan đến phổi. Nhưng lưu ý rằng phụ nữ mang thai không nên sử dụng vì có thể gây co thắt tử cung, tăng nguy cơ gây sảy thai. Hoa tuyết liên cũng được khuyến cáo không sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Tuy nhiên, loại hoa này có tính nhiệt. Khi ăn vào, mồ hôi sẽ chảy nhiều, tương truyền sau khi ăn loài hoa này, người ta có thể cởi trần đi trong tuyết mà không thấy lạnh. Còn trong một số nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học nhận thấy rằng tuyết liên có tính nhiệt cao, có tác dụng rất tốt đối với trường hợp nhức mỏi do phong thấp, thận hư hay là suy giảm các chức năng sinh dục, phụ nữ kinh nguyệt không đều, thống kinh. Tuyết liên giàu các protein và các loại axit amin có thể điều tiết được độ toan kiềm trong cơ thể, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, chống mệt mỏi, chống lão hóa. Thiên sơn tuyết liên còn có tác dụng làm đẹp. Do hoa sen tuyết có chứa nhiều axit amin, vitamin có lợi cho sức khỏe và làn da. Ngoài ra, tính chống oxy hóa mạnh mẽ của thành phần hoạt chất trong tuyết liên cũng góp sức bảo vệ làn da khỏi tác hại của môi trường ánh sáng, nhiệt độ.
Từ đó giúp làn da trở nên trẻ trung, tăng độ săn chắc, hạn chế lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và đốm nâu. Ngoài ra, axit amin cũng giúp giảm tỷ lệ chất béo trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Trong y học ngày nay, Thiên Sơn Tuyết Liên hiện nay được ứng dụng vào cả y học cổ truyền và y học hiện đại. Thảo dược Tuyết Liên được bào chế thành các sản phẩm đông y dạng viên hoàn, viên nang dùng để uống, với công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh phong thấp, đau nhức xương khớp hoặc dùng cho người muốn bảo vệ sức khỏe. Còn được sử dụng để bào chế mỹ phẩm. Ngoài dạng bào chế viên uống vào cơ thể, Tuyết Liên còn được ứng dụng trong bào chế mỹ phẩm thiên nhiên. Các loại mỹ phẩm có thành phần Tuyết Liên được sử dụng để hỗ trợ làm đẹp da, trẻ hóa, ngăn ngừa lão hóa da, hỗ trợ nám, tàn nhang và làm đều màu da. Thiên Sơn Tuyết Liên được sử dụng trong đời sống hàng ngày dưới nhiều dạng như là ngâm rượu, pha trà, sắc uống hoặc là ngâm mật ong, cũng có thể dùng như thực phẩm hàng ngày để nấu canh, hầm thịt, với liều dùng hàng ngày là từ 6 cho đến 12 gram. Sau đây là cách sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên. Thứ nhất là cách sử dụng để ngâm rượu uống. Do Tuyết Liên có tác dụng bồi bổ khí huyết, sinh lực, sức khỏe, khi được ngâm rượu, công dụng càng tăng lên. Chúng ta có hai cách ngâm, cách ngâm tươi và ngâm khô. Để ngâm tươi thì các bạn sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên rửa sạch để ráo nước, cho nguyên cả cây vào bình, đổ vào 5 đến 6 lít rượu vừa đủ để ngâm cho một cây, đậy kín nắp, ngâm trong khoảng 3 tháng là sử dụng được. Còn đối với cách ngâm khô thì các bạn đem Thiên Sơn Tuyết Liên rửa sạch để ráo, đem đi sấy khô ở nhiệt độ 50 đến 70 độ. Cần lưu ý, nếu muốn phơi khô hãy đảm bảo nhiệt độ và ánh sáng luôn đều liên tục cho đến khi cây khô hoàn toàn. Cho vào bình ngâm theo tỷ lệ một bông hoa khô với 3 lít rượu, đậy kín nắp, ngâm trong khoảng 3 tháng là sử dụng được. Đấy chính là cách ngâm rượu. Còn tiếp theo các bạn đến với cách thứ hai, đó chính là cách pha trà. Để pha trà Thiên Sơn Tuyết Liên thì các bạn lựa chọn phần cánh hoa sen lẫn nhụy, sau khi đã phơi khô, sấy khô cho vào ấm trà. Có thể cho kèm một ít kỷ tử đỏ vào rồi rót nước sôi vào, chờ 5 phút rót trà ra chén và thưởng thức mùi vị thơm ngon đặc biệt của trà Thiên Sơn Tuyết Liên. Vừa rồi chính là cách pha trà từ Thiên Sơn Tuyết Liên. Còn bây giờ sẽ là cách sắc thuốc. Sắc thuốc thì các bạn có thể sắc thuốc dưới dạng cây tươi và cây khô. Để sắc thuốc dưới dạng cây tươi thì các bạn sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên làm sạch, đem sắc với 2 lít nước. Sau khi dùng hết nước sắc đầu, có thể sắc lại thêm 4 đến 5 lần cho đến khi hết các chất trong cây. Còn để sử dụng dưới dạng cây khô thì các bạn dùng với lượng là 20g tuyết liên phơi khô rồi đem sắc với 2 lít nước để mà uống dần. Một số bài thuốc mà các bạn có thể áp dụng như sau. Thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa suy nhược cơ thể, chóng mặt, ù tai. Cách làm như sau, các bạn dùng 9 đến 15g cây Thiên Sơn Tuyết Liên và sắc nước uống chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Còn thứ hai là dùng để chữa chảy máu do chấn thương thì các bạn sử dụng dưới dạng đắp ngoài. Tùy theo vết thương to nhỏ mà các bạn đắp nhiều hay ít, dùng cây Thiên Sơn Tuyết Liên này giã nát để mà đắp vào. Chúng ta cũng có thể sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên để ngâm mật ong. Để ngâm mật ong, các bạn có thể sử dụng cây tươi hoặc cây khô. Nếu sử dụng cây tươi thì các bạn sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên tươi với liều lượng là 100g tương ứng với 300ml mật ong, ngâm khoảng 1 tuần rồi đem ra dùng, mỗi ngày dùng một lát mỏng. Nước mật ong thì uống dần. Còn nếu ngâm dưới dạng khô thì các bạn sử dụng cây khô thái lát phơi khô tán bột sao vàng, mỗi ngày dùng 10g bột pha với 10ml mật ong và uống. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sử dụng dưới dạng thực phẩm hàng ngày bằng cách là
các bạn sử dụng để nấu canh, hầm thịt. Cách làm rất đơn giản. Các bạn có thể sử dụng hoa của thiên sơn tuyết liên, làm dinh dưỡng tốt cho cả gia đình. Các bạn lấy nửa bông thiên sơn tuyết liên hầm với xương hoặc là thịt lợn, thịt gà. Các bạn múc canh ra và dùng ngay khi còn ấm sẽ rất là thơm ngon. Lưu ý, chỉ nên dùng mỗi tuần một lần.